Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng Học viện Quốc phòng. Tâm lý chủ quan sau khi nới lỏng lệnh giãn cách. Trong phần tin quốc tế, Mỹ cam kết hỗ trợ 10 tỷ đô la Mỹ cho các nỗ lực xóa đói giảm nghèo. SARS-CoV-2 lan nhanh hơn trong môi trường ẩm ướt. Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 9 theo giờ New York, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ, phiên thảo luận chung cấp cao khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã được khai mạc với chủ đề Cùng vững tin và tự cường hướng tới phục hồi sau COVID-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên Hợp Quốc. Tham dự phiên khai mạc có nguyên thủ, thủ tướng và đại diện cấp cao của 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Đại hội đồng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cùng nhiều lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực, các thể chế tài chính quốc tế. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã tham dự phiên khai mạc quan trọng này. Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng khóa 76 là sự kiện quốc tế quan trọng hàng đầu, với mục tiêu đưa ra các giải pháp, đề xuất hành động đa phương nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu được quan tâm nhất hiện nay, như ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển bền vững, những điểm nóng ở các khu vực và các thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có biến đổi khí hậu, an ninh lương thực. Phiên thảo luận chung cấp cao sẽ diễn ra đến ngày 27 tháng 9. Theo chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu quan trọng vào chiều ngày 22 tháng 9 theo giờ New York, trong đó đề xuất những giải pháp mang tính tổng thể, toàn diện và dài hạn về các vấn đề quốc tế cấp bách hiện nay, nhằm góp phần gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới, thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm trên phạm vi toàn cầu. Sáng nay 22 tháng 9 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương cùng tham dự. Trong những năm gần đây, Học viện đã có nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt trong đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo, thực hiện ba thực chất: dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất, làm chuyển biến về nhận thức trách nhiệm trong học tập cho các đối tượng học viên. Học viên đã tổ chức tốt 81 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho gần 5.000 cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang, đào tạo bồi dưỡng được hàng chục ngàn cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược và cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho quân đội. Trong năm qua, Học viện đã vận dụng phương pháp dạy học tích cực với phương châm lấy người học làm trung tâm, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, phương pháp tổ chức huấn luyện phù hợp và chủ động ứng dụng công nghệ quản lý, công nghệ dạy học trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương kết quả mà Học viện Quốc phòng đã đạt được và nhấn mạnh, với vị trí vai trò là học viện lớn của quốc gia, trung tâm đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của quân đội, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, năm học 2021-2022, Học viện Quốc phòng cần chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát tốt tình hình với diễn biến mới của dịch bệnh. Học viện cần tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Xây dựng triển khai kế hoạch huấn luyện, đào tạo linh hoạt, thích ứng với mọi diễn biến dịch bệnh để hoàn thành chương trình của từng đối tượng và bảo đảm chất lượng huấn luyện đào tạo. Cùng với đó, Học viện Quốc phòng chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, những vấn đề về quốc phòng, quân sự, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và sẵn sàng đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ địch. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm tích lũy trong hơn 44 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Học viện Quốc phòng nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022, xứng đáng là trung tâm huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về quốc phòng, quân sự. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch chi tiết và các đề cương báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Báo cáo về kế hoạch chi tiết và các đề cương báo cáo giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Nêu rõ mục đích của chuyên đề giám sát này nhằm đánh giá toàn diện, khách quan việc triển khai thực hiện luật quy hoạch, nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các luật, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch của Chính phủ, các bộ ngành địa phương và các cơ quan có liên quan. Bên cạnh đó nhằm làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong việc chậm tiến độ lập quy hoạch, lãng phí nguồn lực, chất lượng quy hoạch, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động đầu tư kinh doanh và việc xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Kịp thời xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý những tồn tại hạn chế nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Qua thảo luận, các ý kiến cho rằng trong quá trình giám sát cần làm rõ những rủi ro khi thực hiện luật quy hoạch trong bối cảnh giao thoa giữa thời kỳ cũ và thời kỳ mới. Giai đoạn này dễ nảy sinh nhiều trường hợp tranh thủ để điều chỉnh quy hoạch. Bên cạnh đó, việc ban hành và tổ chức thực thi các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện luật quy hoạch còn chậm, tác động nhiều đến phát triển, cần phải đánh giá lý do vì sao chậm. Các ý kiến cũng cho rằng các đoàn giám sát cần thống nhất nhận thức về chủ thể giám sát và đối tượng giám sát, phải nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong tình hình mới. Dự kiến trong tháng 2 và tháng 3 năm 2022, đoàn giám sát tổ chức làm việc với các đối tượng chịu sự giám sát. Thưa quý vị, sau một thời gian dài người dân thủ đô thực hiện giãn cách xã hội, tối đêm qua đã xuất hiện hiện tượng người dân thủ đô đã đổ ra đường khi lệnh giãn cách được nới lỏng. Điều này có thể gây ra nguy cơ lây lan dịch bệnh trở lại. Và sau đây sẽ là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh trong nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tính từ 18 giờ ngày 21 tháng 9 đến 11 giờ ngày 22 tháng 9, thành phố Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính mới, trong đó có 1 ca tại khu cách ly và 2 trường hợp tại cộng đồng. Về tình hình điều trị và tiêm chủng trên cả nước, theo cập nhật từ Bộ Y tế, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, đã có 475.343 trường hợp được điều trị khỏi bệnh. Cả nước có 35.071.714 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 21 tháng 9, Hà Nội đã kết thúc lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Người dân đã được phép di chuyển mà không cần giấy đi đường. Cùng với đó là việc nới lỏng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ. Đây quả thực là một tin vui đối với đa số người dân thủ đô sau gần 2 tháng phải ở trong nhà để phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, việc nới lỏng không có nghĩa là dịch bệnh đã hết nguy hiểm. Việc tiếp tục duy trì các biện pháp chống dịch là điều hết sức cần thiết. Song nhiều người dân đã bắt đầu có tâm lý xả hơi và chủ quan trong phòng chống dịch bệnh. Hồ Tây, 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9. Mặc dù theo chỉ thị mới, hoạt động thể dục ngoài trời vẫn chưa được phép, thế nhưng nhiều người vẫn vô tư ra đường, thậm chí quên cả tác dụng của những chiếc khẩu trang như thế này. Thấy rất là vui ạ, bởi vì lâu lắm rồi mình chưa được đi ra ngoài để xem cảnh vật và mọi người, nên bây giờ thấy rất là vui. Hiểu rằng là mình hiện tại là các phương tiện và người dân thì đã có thể ra ngoài rồi. Tôi cho rằng cái việc mà duy trì lại những hoạt động ngoài trời ấy, là cái điều cần thiết và người dân cũng rất mong đợi cái chuyện đó. Tuy nhiên ấy, như tôi đã nói, bên cạnh cái sự tự giác của người dân thì phải có cái sự giám sát và kiểm tra thường xuyên của chính quyền địa phương. Tại phố Hàng Mã, con phố bán đồ trung thu, mặc dù lực lượng chức năng đã rào chắn hai lối vào, thế nhưng rất đông người dân vẫn tụ tập tại hai đầu để tranh thủ mua sắm đồ trung thu. Chỉ đến khi lực lượng chức năng xuất hiện, tình trạng này mới được giảm bớt. Bộ phận nhỏ người dân là cũng có tư tưởng hơi chủ quan. Đấy, cũng có là cá biệt, có người vẫn là có thể không đeo khẩu trang. Trường hợp nào mà không chấp hành đúng theo các cái yêu cầu của chung của phòng chống dịch thì vẫn cứ phải là phạt thật nặng để làm gương cho các cái nâng cao cái ý thức của toàn bộ người dân. Khu vực quanh Hồ Gươm, 20 giờ cùng ngày, hàng nghìn người dân đã đổ về đây, khiến những con phố lớn ở khu vực trung tâm xảy ra hiện tượng ùn tắc. Mặc dù Hà Nội đã tiêm vaccine mũi 1 cho hầu hết người dân trên 18 tuổi, tuy nhiên, những đứa trẻ như này cũng có nguy cơ lây nhiễm là rất cao.
Đây là biểu hiện cho thấy người dân Hà Nội chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch khi thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Chúng ta nhớ một điều rằng là trẻ em nó cũng nhiễm, và trong số trẻ em mặc dù là nhiễm thì không có biểu hiện nặng nhiều, nhưng mà nó là một cái mắt xích hết sức quan trọng trong cái chuỗi lây truyền. Khi mà nó lây truyền như thế, nó sẽ có cơ hội để nó tạo ra các cái biến chủng mới. Và từ những cái biến chủng mới này biết đâu sẽ có những cái loại mà nó độc lực nó cao hơn, nó có thể vượt qua được các cái vấn đề về bảo vệ của vaccine chẳng hạn, thì ngay cả những người đã được tiêm rồi vẫn nguy hiểm. Sau 4 đợt giãn cách xã hội với các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt, thành phố hiện đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 và đang từng bước mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, dần đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Tuy nhiên, để giữ được thành quả đó, đòi hỏi mỗi người dân phải luôn nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, với sự hỗ trợ của gần 300 cán bộ y tế từ Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, tỉnh Hà Nam quyết định lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho toàn bộ người dân thành phố Phủ Lý để kịp thời phát hiện và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trong đêm 21 tháng 9, ngành y tế tỉnh Hà Nam đã triển khai lấy mẫu tới từng hộ dân tại từng khu vực dân cư trên địa bàn các xã phường của thành phố Phủ Lý. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành sớm nhất việc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ hơn 170.000 dân trên địa bàn. Theo dự kiến, việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 sẽ được thực hiện xong trước ngày 24 tháng 9 nhằm xác định nhanh F0, có phương án ứng phó kịp thời, khống chế nhanh, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Thưa quý vị, vừa qua tại Hà Nội, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 và kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ công an nơi tuyến đầu chống dịch, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức hoạt động tặng quà tại một số chốt kiểm soát dịch trên địa bàn Hà Nội. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã đến thăm và tặng 2.000 thùng nước tăng lực trị giá 500 triệu đồng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 km số 6, cao tốc Nội Bài, Lào Cai và trụ sở đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, số 4, Cục Cảnh sát Giao thông tại xã Thạch Lỗi, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Long An đi từng bước thận trọng để bảo vệ thành quả phòng chống dịch, mở lại nền kinh tế theo từng giai đoạn kiểm soát dịch trong tỉnh và các địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm ở khu vực phía Nam. Ngày 21 tháng 9, tỉnh Long An đã nới lỏng giãn cách, thực hiện chỉ thị 15. Đây là kết quả thật, nhân dân hưởng thụ được. Tỉnh Long An đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, đang đi từng bước mở lại nền kinh tế. Rồi nay là xuống chỉ thị 15 thì mới được đi ra ngoài mua đồ thôi. Cảm thấy cũng vui, mình có đi ra đường thì mình cũng phải bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng xã hội. Để bảo vệ thành quả phòng chống dịch trong 3 tháng, tỉnh Long An tiếp tục duy trì hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các vị trí giáp xanh giữa huyện với huyện, giữa các xã vùng xanh với các xã vùng cam vàng, tại vị trí kết nối giao thông giữa tỉnh Long An với Tiền Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Cái người ở cái vùng mà chưa gọi là xanh đó thì vào địa bàn thì chúng tôi cũng giải thích cho người dân hiểu. Và những người vào địa bàn thì phải được xác nhận của ủy ban dân huyện vào việc chính đáng thì chúng tôi mới giải quyết qua chốt. Còn những cái trường hợp không đúng quy định thì chúng tôi không giải quyết để bảo đảm cho dùng cho giữ cho trân trụ là dùng xanh để bà con an tâm sản xuất. Hầu như là trong cộng đồng thì không phát hiện ca dương tính nào và tiếp tục thực hiện cái sàng lọc lần 4. Thì sau khi mà sàng lọc lần 4 xong thì chúng tôi sẽ giãn ra để cho người dân phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Việc mở lại nền kinh tế, tỉnh Long An đang đi từng bước thận trọng để phục hồi nhanh việc sản xuất, kinh doanh thì phải có sự liên kết vùng. Dự kiến đến ngày 15 tháng 10, tỉnh Long An từng bước tạo đà khi các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phục hồi, doanh nghiệp nhanh chóng bắt tay vào sản xuất kinh doanh sẽ sớm giúp tỉnh Long An vực lại nền kinh tế. Tiếp nối chương trình, Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu thanh long tại cửa khẩu Móng Cái. Phú Thọ, tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người tử vong.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định 1554 phê duyệt điều chỉnh đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009-2020. Đề án sẽ được gia hạn tiến độ thực hiện đến năm 2025, tổng mức vốn đầu tư là hơn 4.000 tỷ đồng. Đề án áp dụng cho 34 đơn vị hành chính cấp xã vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc và các bộ ngành liên quan, tổng hợp kế hoạch và bố trí vốn đầu tư phát triển hàng năm để thực hiện đề án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện đề án, huy động và khai thác tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng nguồn lực tại chỗ của tỉnh và các nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách để hỗ trợ thực hiện đề án. Theo Chi cục Hải quan Quảng Ninh, từ 23 giờ ngày 22 tháng 9, phía Trung Quốc sẽ tiếp tục nhập khẩu thanh long Việt Nam sau nhiều ngày tạm dừng với lý do liên quan xét nghiệm COVID-19 trên mẫu lấy từ bao bì hàng hóa nhập khẩu. Hiện các lực lượng chức năng liên tục làm việc để thông quan hàng chục chuyến container chở các mặt hàng nông sản sang Trung Quốc. Trong đó có 29 xe container thanh long đang ở bãi sẽ được xuất trong vòng một ngày là hoàn tất và không bị ùn ứ. Liên quan đến thông tin từ lô thanh long có mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2, lực lượng chức năng thuộc Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã truy vết các lái xe, nhân viên bốc xếp, những người có liên quan và đưa đi cách ly 14 ngày. Đến nay các trường hợp có tiếp xúc với lô hàng trên đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Bộ Công Thương vừa đề xuất bổ sung thêm cửa khẩu cảng biển Thanh Hóa Nghi Sơn được nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ. Như vậy, ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi được nhập khẩu về Việt Nam qua 6 cửa khẩu cảng biển, bao gồm Quảng Ninh, Cái Lân, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghi Sơn, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Bộ Công Thương cũng đề xuất quy định trên không áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhập khẩu phục vụ mục đích quốc phòng an ninh theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhập khẩu phục vụ các mục đích cá biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nhập khẩu phục vụ các mục đích trưng bày, hội chợ, triển lãm, nghiên cứu khoa học, quá cảnh với các nước có chung đường biên giới và kinh doanh chuyển khẩu. Theo Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng 9, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 24,65 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 11,57 tỷ đô la. Kim ngạch của các nhóm hàng chủ lực đều giảm mạnh so với nửa cuối tháng 8. Kim ngạch nhập khẩu trong nửa đầu tháng 9 đạt 13,08 tỷ đô la. Như vậy, trong nửa đầu tháng 9, nước ta đã nhập siêu 1,51 tỷ đô la. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 455 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu đạt 225,2 tỷ đô la và nhập khẩu đạt hơn 229 tỷ đô la. Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bưởi Xoài Hà, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Sau cam sành Hàm Yên thì bưởi Xoài Hà là sản phẩm thứ hai của tỉnh này được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Giống bưởi được cấp giấy chứng nhận là bưởi đường, tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý là Ủy ban Nhân dân huyện Yên Sơn. Năm 2017, sản phẩm đã được Hội Người tiêu dùng Việt Nam bình chọn vào top 10 nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng. Việc được cấp giấy chứng nhận sẽ là cơ hội để các sản phẩm của tỉnh tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Thọ, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9, trên địa bàn xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hậu quả khiến cho 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng. Vụ tai nạn thương tâm này xảy ra tại km 15+050, đường tỉnh 321C thuộc địa bàn xã Minh Tân. Tại đây, một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao đã bất ngờ xảy ra tai nạn liên hoàn. Vụ tai nạn khiến cho 5 người tử vong, 2 người bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Bước đầu xác định các nạn nhân đều trú tại huyện Cẩm Khê và còn rất trẻ. Thưa quý vị, trước tình trạng xe trọng tải lớn hoạt động làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường Hóa Thượng, Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các xe chở hàng vượt quá tải trọng, từng bước lập lại trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này. Để ngăn chặn các xe quá tải hoạt động trên tuyến đường Hóa Thượng, Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ,
cảnh sát giao thông trên địa bàn đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát cả ngày và đêm, kết hợp việc lập chốt và tuần tra lưu động nhằm phát hiện các phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng để xử lý. Mặc dù đã tăng cường tuần tra kiểm soát, nhưng tình trạng các xe quá tải hoạt động trên tuyến đường này vẫn còn khá phổ biến. Nhiều xe tải khi phát hiện có lực lượng chức năng làm việc đã quay đầu chuyển hướng hoặc dừng không cho xe hoạt động để lẩn tránh chốt kiểm tra. Để ngăn chặn các xe hoạt động quá tải trên tuyến đường này, Công an huyện Đồng Hỷ sẽ tăng cường công tác tuần tra lưu động và tiếp tục quyết liệt trong công tác xử lý vi phạm. Thời gian qua, tại tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, trong đó nạn nhân gồm cả trẻ em và người lớn. Do đó, các cấp ngành đoàn thể của tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về phòng tránh đuối nước cho người dân nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. Chiều ngày 29 tháng 8, tại khu vực bến đò Vân Trài, xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến hai cháu nhỏ 2 và 3 tuổi tử vong. Trước đó một tuần, một vụ đuối nước cũng xảy ra khiến một người đàn ông 64 tuổi, trú tại phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên tử vong khi đi câu cá. Một số người đi bơi, đi tắm, đi đánh bắt cá tại các cái khu vực ao, hồ, sông, suối, kênh là không đảm bảo an toàn. Có người còn uống rượu trước khi đi bơi, đi tắm, dẫn đến tai nạn đuối nước. Để ngăn ngừa tai nạn đuối nước, thời gian qua các cấp các ngành, đoàn thể đã tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo cho người dân, đặc biệt là người dân sống gần khu vực có ao hồ, sông suối. Những cái điểm sông suối mà các em hay tắm thì chúng tôi cũng đều xin ý kiến và tham mưu là cắm những cái biển cảnh báo đuối nước. Và cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng chi đoàn lại tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên và đến từng người dân. Chúng ta cần phải làm tốt cái công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo, đặc biệt đối với cấp ủy cơ sở, tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng bơi, kỹ năng cứu nạn đuối nước. Từ đầu năm 2021 đến nay, tại tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra 14 vụ đuối nước khiến 14 người tử vong. Vì vậy, để phòng ngừa đuối nước, bên cạnh việc tuyên truyền của các cấp ngành đoàn thể, thì các bậc cha mẹ cần thường xuyên giám sát, nhắc nhở con em mình không vui chơi hoặc đi bơi tại các khu vực nguy hiểm, có thể xảy ra đuối nước. Đồng thời, chính mỗi người dân cũng cần nâng cao kiến thức về phòng tránh tai nạn đuối nước để không xảy ra những vụ việc đau lòng đáng tiếc. Trong phần tin quốc tế, Mỹ cam kết hỗ trợ 10 tỷ đô la Mỹ cho các nỗ lực xóa đói giảm nghèo. SARS-CoV-2 lan nhanh hơn trong môi trường ẩm ướt. Hơn 100 nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao từ khắp hành tinh đã tham dự trực tiếp phiên khai mạc tuần lễ cấp cao kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York để cùng nhau tìm ra giải pháp cho những thách thức lớn nhất hiện nay, đó là đại dịch COVID-19, thực trạng thế giới chia rẽ và vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có hai cuộc hội kiến quan trọng với ông Abdullah Shahid, Chủ tịch Đại hội đồng, và ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới hãy ủng hộ phân phối vaccine công bằng và không thể để tình trạng phần lớn các nước giàu miễn dịch, trong khi 90% người dân châu Phi thậm chí còn chưa được tiêm liều thứ nhất. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tình trạng thế giới ngày càng chia rẽ, phân cực, khó đoán định hơn cả thời chiến tranh lạnh, đồng thời kêu gọi hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc hãy hợp tác đối thoại. Ông cho rằng điều đáng quan ngại chính là những chia rẽ về địa chính trị của các cường quốc đang cản trở hợp tác quốc tế và làm hạn chế khả năng chính của Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdullah Shahid khẳng định thế giới sẽ sớm vượt qua đại dịch COVID-19 không chỉ bằng khát khao hy vọng mà bằng tinh thần sẻ chia đầy nhân văn. Mục tiêu trong 12 tháng nhiệm kỳ tới của ông là có được giải pháp cho hàng loạt thách thức lớn như các cuộc xung đột, thế giới chia rẽ, đại dịch và tình trạng biến đổi khí hậu. Chủ tịch Đại hội đồng khóa 76 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng phải tiếp tục đổi mới Liên Hợp Quốc để hoạt động hiệu quả hơn nữa trong những năm tiếp theo. Tại phiên họp chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi sự hợp tác của các nước trên toàn thế giới nhằm đối phó với những thách thức toàn cầu cấp bách như đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu cũng như các vấn đề khác.
Phát biểu tại phiên họp chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Joe Biden đề cập tới những nỗ lực của ông trong việc xây dựng lại các liên minh và gia hạn cam kết với các tổ chức đa phương, đồng thời cho biết việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan là một bước đi cần thiết để điều chỉnh chính sách của Washington với sự tập trung dành nguồn lực cho các thách thức quyết định tới tương lai. Washington sẵn sàng quay trở lại tham gia hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân Iran nếu Tehran hành động tương tự. Về cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên thế giới, ông Biden cho biết sẽ sớm công bố các cam kết mới nhằm đẩy mạnh nỗ lực này khi Washington chủ trì hội nghị thượng đỉnh bàn về đại dịch COVID-19 trong ngày 22 tháng 9, tập trung vào các mục tiêu cụ thể trong ba thách thức chính: cứu sống con người, tiêm chủng cho thế giới và trở lại mạnh mẽ hơn. Mỹ cũng sẽ gia tăng các cam kết đối với các nỗ lực chống biến đổi khí hậu và sẽ hỗ trợ 10 tỷ đô la cho các nỗ lực xóa đói giảm nghèo ở nước ngoài. Có khoảng 800 triệu lượt người Trung Quốc đã đi du lịch trong 3 ngày Tết Trung Thu vừa qua. Đây là một cú hích cho ngành du lịch nước này với mục tiêu đón khoảng 12 triệu khách trong năm nay. Tổ hợp vui chơi giải trí nghỉ dưỡng Universal Studio Bắc Kinh khai trương đúng vào kỳ nghỉ Tết Trung Thu trở thành tâm điểm. Trang mạng trip.com bán sạch vé trong ngày đầu trong 1 phút. Tất cả các phòng khách sạn Grand Hotel bán sạch trong nửa tiếng. Là tổ hợp thứ 5 trên thế giới của Mỹ, Universal Bắc Kinh rộng nhất thế giới với 4.000 hectare, kinh phí xây dựng là 5,4 tỷ đô la. Để bảo đảm quản lý dịch tốt, khách tham quan đều phải đặt mua vé qua mạng, trình mã quét sức khỏe QR, mã hành trình sức khỏe khi vào cổng. Trừ vùng dịch ở tỉnh Phúc Kiến, người dân bị hạn chế khi đi ra khỏi tỉnh, phải trình giấy xét nghiệm. 30 trên 31 tỉnh thành còn lại, mọi hoạt động gần như bình thường. Nhưng ai có mã quét sức khỏe xanh và mã hành trình 14 ngày không được đi vào vùng dịch. Kỳ nghỉ 3 ngày nên các tour ngắn được người dân lựa chọn với lượng khách tăng gấp 3 đến 5 lần so với bình thường. Vé qua mạng hầu như bán hết trước đó từ 2 đến 3 tuần. Nhóm chuyên gia của Áo và Italia đã tiến hành quan sát không khí mà người mắc COVID-19 thở ra khi hắt hơi và nhận thấy rằng giọt bắn chứa virus SARS-CoV-2 bay lơ lửng trong không khí có thể lan xa hơn trong môi trường ẩm ướt. Các giả thuyết trước đây cho rằng chỉ những giọt bắn kích thước lớn mới có nguy cơ lây lan dịch bệnh vì những giọt bắn có kích thước nhỏ thường bay hơi nhanh chóng. Nghiên cứu của Đại học Công nghệ Viên Áo và Đại học Padova của Italia dựa trên quan sát các giọt bắn ở nhiều môi trường, độ ẩm và diện tích khác nhau. Các nhà khoa học cho biết khả năng lây lan của giọt bắn chứa virus phụ thuộc vào độ ẩm không khí trong môi trường, chứ không phụ thuộc vào kích thước. Trong không khí có độ ẩm cao, những giọt bắn nhỏ tồn tại lâu hơn và bay xa hơn. Độ ẩm cũng ảnh hưởng đến tốc độ của giọt bắn trong không khí. Do đó, trong mùa đông, con người dễ bị nhiễm các bệnh cúm và những bệnh liên quan đến virus hơn là mùa hè. Tuy nhiên, cần có thêm nghiên cứu kỹ hơn để hiểu khi ở khoảng cách xa cơ thể người bệnh, khả năng lây nhiễm của virus trong giọt bắn là bao nhiêu. Khi đó mới có thể đưa ra khuyến cáo hợp lý về khoảng cách an toàn. Công ty Johnson & Johnson cho biết việc tiêm hai liều vaccine Janssen ngừa COVID-19 của hãng có thể đem lại hiệu quả tới 94% trong việc bảo vệ bệnh nhân khỏi các triệu chứng nặng của bệnh, tương đương với mức độ hiệu quả của các vaccine các hãng như là Moderna và Pfizer-BioNTech. Theo Johnson & Johnson, việc tiêm một liều bổ sung cho loại vaccine một liều duy nhất của hãng này giúp tăng miễn dịch, bảo vệ mạnh mẽ khỏi nguy cơ lây nhiễm virus. Đó là kết quả của 3 nghiên cứu mà hãng đã thực hiện để xem xét các mặt khác nhau của vaccine Janssen. Cụ thể, vaccine này đã chứng tỏ khả năng bảo vệ lâu dài nếu tiêm liều tăng cường. Vaccine một mũi duy nhất của Johnson & Johnson đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ từ ngày 27 tháng 2 và đến nay đã tiêm cho khoảng 14,8 triệu người Mỹ. Cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 diễn ra đối với cơ chế tiêm hai mũi cho thấy 56 ngày sau khi tiêm đủ, vaccine có thể cung cấp miễn dịch 100% và có thể bảo vệ 95% đối với thể nặng và vừa tại Mỹ. Trên toàn cầu, mức độ bảo vệ của hai liều là 75% đối với bệnh nhân thể nặng và vừa. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.